Đấy, bạn ơi, thành quả này. Sau một tiếng được 2, 4, 6 tổ các bạn nhá. Mày cực kỳ được. Đây này các bạn này. 7, 6. Ừ, 6, 7, 6, 7, 6. Bây giờ mình nhặt các bạn nhá. Này. Mấy tổ bên kia cực kỳ to luôn. Các bạn nhìn này, đi nhìn xuống chưa. Cái này phải 5, 6 lạng các bạn ạ. Chỗ này một tô đầy. Mình vừa nhặt xong rồi các bạn nhá. Thì nữa là mình sẽ rang các bạn ạ. Đó, sản phẩm buổi chiều hôm nay các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Đặc sản luôn, cực kỳ ngon các bạn nhá. Ê Nhu, chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, chiều hôm nay thì cả gia đình mình, bốn bố con mình lại đi tìm một món ăn này đến mùa các bạn nhá. Tìm ong các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình sẽ đi tìm ong. Hôm nay mình sẽ đi tìm ong vàng các bạn nhá. Những cái dọc riêng này, dưới bờ này. Đó các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị rơm các bạn này. Không biết đã tìm được ong. Rơm đi. Dụng cụ rơm, dao, bật lửa các bạn nhá. Đó. Ui em đi. Chân mình đang đau các bạn ơi, mình không lổ được nên là mình sẽ bắt theo cách của mình. Tìm ong vàng các bạn nhá. Loại ong này ngon nhất trong các loại ong luôn. Chó cắn con vào đây được chơi các bạn. Ở ria này bạn ơi. Những cái ria này nhá. Mình chân mình đau mình không lổ được thì mình sẽ đi bắt. Cái này. Ngày mai ngày kia chân mình khỏi mình sẽ mang ống nhòm đi, mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm đi bắt ong, những con ong ở tận trên đồi cao mà những ong ở tổ cây cao các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ bắt ong vàng các bạn ạ. Đúng mùa các bạn, cực kỳ luôn. Ong này về rang nhá. Các bạn theo dõi bố con mình nhá. Các bạn xem video like chia sẻ ủng hộ bố con mình các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đi này bạn này, cách đi bắt ong vàng các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ bắt ong vàng. Những cái bờ ruộng bờ cây này tà riêng này, con quay riêng này. Đấy, tà riêng này nhá. Mình sẽ rình các bạn ơi. Có nhiều cách bắt nhưng mà cái cách của mình là cứ bình tĩnh mình đi đâu là thấy bay ra bay vào là mình xác định cái hướng tổ các bạn nhá. Mình ở vùng núi các bạn ơi nên là có rất nhiều cách bắt, mỗi người cách bắt khác nhau các bạn nhá. Bây giờ bố con mình cứ đi lang thang kia đây kia đồi bạn ơi. Ong nó nấp rất là kỹ các bạn nhá, nhiều khi nó ra ràng ở ngay bên dưới đường hoặc ngay bên cạnh nhà mình mà mình không biết đấy các bạn. Vẽ này, không một vẽ, chắc chắn quay quanh đây có tổ. Đó các bạn ơi, đấy, những cái dìa này nhá, những cái dìa này, có ong các bạn nhá, ủi đầu chân qua ngồi này, mình ngồi về mình dình luôn các bạn nhá, mình dình này, mình dình quan sát xem nó bay ra bay vào không, đây còn ong vàng này bạn này, đó, nó đang đi tìm mồi các bạn nhá. Bây giờ chúng ta cứ ngồi ở ria này, ngồi ria này xem nó bay ra bay vào chỗ nào. Giữ em cho bố thỏa. Xem nó bay ra bay vào ở chỗ nào là mình theo dấu nó các bạn nhá. Mình thì mình theo dấu của nó. Ví dụ thấy nó bay ra bay vào ở quãng kia là mình đến mình tăm xem là nó có tổ không bạn nhá. Mình phát hiện là cái quãng kia có một số con nó bay ra bay vào để mình xuống xử lý. À chà. Con kia bay ngược các bạn ạ. Con bay ngược các bạn ơi. Mùa này thì rất nhiều các bạn. Ong vàng thì ở ria bờ ruộng, ria bờ đồi này thì rất là nhiều. Đấy, chúng ta cứ bình tĩnh để đi vừa phát hiện nó các bạn nhé. Con bay ngược, con bay xuôi. Nói chung cứ để ý những cái bụi các bạn ạ. Nó bay ra bay vào là mình để ý là sẽ thấy các bạn nhé. Cây này năm ngoái có một tổ ong chó rất là to. Năm nay đi chưa có các bạn ạ. Nó về phá ong mật. À kìa có một tổ rồi kìa. Bạn ơi, bạn nhìn không rõ chỗ mũi dao mình. Có một tổ rồi, hỏng rồi. Nó về nó bắt ong nhà mình bạn ơi. Rồi, ok. Thấy rồi, tổ bé bằng vung tay các bạn. Đó, bây giờ là mình sẽ đi riêng này. Chỗ kia mình phát hiện có con bay ra về vào mà không biết có tổ không. Chị em đứng đấy nha, không là đừng vào bụi nha, nó đốt cho nha. Các bạn ơi, đứng xa xa mình thấy bay rồi, chắc chắn là có tổ các bạn. Mỗi một tổ là mình rình mất một thời gian đấy các bạn ạ. Mất vài phút, nếu mà tổ nào mà mình kịp thời mình đến mà nó bay ra bay vào luôn ý, thì là mình sẽ phát hiện được ngay. Còn nếu mà tổ nào nó bay ra bay vào ít là nó sẽ không phát hiện. À đây bạn ơi, chắc chắn đây. Mình khẳng định đây là có tổ các bạn. Đó các bạn này, nhìn con ong bay ra bay vào này. Đấy các bạn thấy chưa, con ong vàng chưa, bay ra bay vào chưa. Đấy, ui bay vào liên tục các bạn ơi. Đấy rồi, chính xác là sẽ có tổ. Đấy, bay ra bay vào các bạn ơi. Đó, rồi ok, chỗ này chắc chắn có một tổ các bạn ạ. Có khi có 2-3 tổ cùng một chỗ các bạn nhé.
Bây giờ tầm chiều rồi, nó đang đi kiếm mồi, nó mang về rất là tấp nập các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là tổ chỗ nào. À kia, tổ kia được các bạn ơi. À, chân mình đau các bạn ơi, nên là mình đi lại nó hơi khó khăn. Ok các bạn ơi, tổ đấy rồi, im mình quay cẩn thận cho các bạn xem nhá. Ở trong này các bạn ơi, đây mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem này. Đó, các bạn thấy chưa? Tổ này tương đối to các bạn ơi. Tổ này tương đối to đấy các bạn ạ. Ồ, hai tổ một chỗ. Ôi giời, hai tổ một chỗ. Ôi, ngoan rồi, ngoan rồi, ngoan. Từ, kiểm tra lại. Đấy. Ôi, chỗ này hai tổ. Bạn ơi, hai tổ các bạn ạ, tổ trên, tổ dưới như. Ui, ngoan nhỉ. Hai tổ một chỗ. Nhẹ nhàng các bạn nha, nhẹ nhàng để mình quay cho bạn xem nha. À, hai tổ ngoan chưa. Ui, tuyệt vời các bạn ạ. Ngoan rồi, ngoan rồi, ngoan rồi. Các bạn ơi, ui, rất là may luôn. Hai tổ, mình nhìn cái tưởng một tổ, nhưng hai tổ to các bạn nha. À, chà, bây giờ mình sẽ đốt các bạn nha. Rồi, bây giờ mình dựng máy các bạn ơi. Dựng máy mình đốt cho các bạn xem nha. Rồi sau phát hiện thì may quá, được chỗ đấy hai tổ. Bây giờ mình chuẩn bị công tác chuẩn bị các bạn nhá, đốt nó nhá. Bắt nhá. Cần một cái xào ngắn ngắn thôi các bạn ạ. Em ăn ong rồi, bố bắt ong em ăn nhá. Ok. Đó, các bạn ơi. Cái xào tầm khoảng 1,5 mét thôi. Búi dơm. Đó, một búi dơm bé bé rồi các bạn. Đốt hai tổ gần nhau thì cần một bài thôi các bạn nhá. Xong mình ra mình dựng máy các bạn ơi. Dựng máy quay cho đốt ong cho bạn xem nha. Tôi còn đưa nha, đừng xuống ngang nó đuổi là không kịp chạy nha. Và được chưa, chuẩn chưa? Ok. Đó các bạn ơi, công tác chuẩn bị bật lửa đây. Bật lửa đây. Chân mình đau quá các bạn ơi, không đi được. Ui này nó mà ong nó mà đuổi thì chắc rồi. Nhanh lắm đấy. Đâu đâu đâu. Nào. Ok. Ok bạn ơi, ui mình đánh được mẩy lắm các bạn này. Bạn nhìn mẩy chưa? Hai tổ của bạn ạ. Ui giời. Mẩy này. Mình mang kia bạn xem nhá. Không lành quanh đến lại cho phát vào đầu thì
Từ trong kia mình ra chỗ an toàn rồi. Ui mẩy các bạn, ui, hai tổ cùng một chỗ các bạn này. Ong này mẩy lắm các bạn ạ. Ui hai tổ này được lưng bát các bạn ạ. Bạn nhìn nhộng này, đẻ dây trên sân luôn. Mở thế nhỉ? Tối trời muốn mưa. Đó các bạn ơi, các bạn nhìn rõ không nhỉ? Mình chả nhìn thấy. Kiểu tối tối các bạn ạ, mẩy lắm, cực kỳ mẩy luôn. Đó các bạn ơi, xuống chưa? Đấy, các bạn nhìn nhộng chưa? Đấy tổ đấy. Tổ này cũng mẩy các bạn này. Chứ tổ này quân dây sân sân luôn. Ra ràng mất một lứa rồi các bạn ạ. Ra ràng mất một lứa rồi. Mà nó 4 tổ như này là đủ bữa các bạn nhá. Đó, ui các bạn nhìn con ong này. Đấy, ong vàng đấy. Ngon tuyệt vời các bạn nhá. Đó ok, bây giờ là mình tiếp tục mình đi tìm tiếp các bạn ạ. Được 2 tổ ngon rồi. Tiếp tục mình đi tìm tiếp. Còn là tí nữa mình lại quay cho bạn xem các bạn nhá. Nằm ngay chưa lư dưới gốc cây kìa các bạn kìa. Vừa xong kia mình đốt được 2 tổ nữa các bạn nhá. Ở xe thì quay bạn xem nhá. Bắt bế em đi để bố xuống bố đốt. Được rồi, bé em lên. Ở đứng nha. Rồi. Ôi. Mày đi ăn đi. Mày làm cầm được. Đấy nhá, để mình xuống như đốt hết kia nhá. Đấy, bạn ơi, thành quả này. Sau một tiếng được 2, 4, 6 tổ các bạn nhá. Mày cực kỳ được. Đây này các bạn này. 6. 6. Bây giờ mình nhặt các bạn nhá. Mấy tổ bên kia cực kỳ to luôn. Các bạn nhìn này. Nhìn xuống chưa. Bây giờ bố con mình nhặt các bạn nhá. Ok bạn ơi. Chỗ này phải 5-6 lạng các bạn ạ. Chỗ này một tô đầy. Mình vừa nhặt xong được các bạn nhá. Tí nữa là mình sẽ rang các bạn ạ. Đó, sản phẩm buổi chiều hôm nay các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Đặc sản luôn, cực kỳ ngon các bạn nhá. Tuyệt vời các bạn ạ.